Xin kính chào quý khán giả. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi chương trình phỏng vấn hội thoại đặc biệt ngày hôm nay. Quý khán giả, trong chương trình hội thoại hôm nay mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban cứu người vượt biển, đang có mặt tại thành phố Houston và đồng thời có mặt trong phòng viêm linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm, và anh Trần Quốc Anh là tân chủ tịch cộng đồng người Việt tại Houston. Xin kính chào quý vị và xin mời gửi lời chào quý khán giả đang nghe đài. Chương trình này cũng đương được phát thanh trực tiếp bên thành phố Dallas và đồng thời tính cả khắp nơi đương nghe. Mời anh Nguyễn Đình Thắng. Dạ vâng, chào anh Dương Phục, chào linh mục Phạm Hữu Tâm, anh Trần Quốc Anh và tất cả quý thính giả thân mến. Dạ vâng, tôi là linh mục Phạm Hữu Tâm, xin trân trọng kính chào quý vị thính giả của Radio Sài Gòn Houston và Dallas. Kính chào anh Dương Phục, anh tiến sĩ Thắng cũng như anh Trần Quốc Anh. Cảm ơn quý vị, cảm ơn chào anh Dương Phục, cha và tiến sĩ Thắng. Vâng, anh Thắng là người xa nhất thì xin mời anh lên tiếng trước hết. Lý do nào anh có mặt tại thành phố Houston của chúng tôi mà bay tuốt từ Virginia tới đây vậy anh? Dạ vâng, chúng tôi không bay tuốt từ Virginia sang bên này đâu. Chúng tôi bay sang Phoenix trước, từ Phoenix về đến đây thưa anh. Vâng, chuyến này chúng tôi đi có nhiều cái công tác lắm. Thứ nhất là chúng tôi đến để mà hỗ trợ cho cái phái đoàn của BPSOS ở Houston ngày hôm qua vào trong tòa thị chính để mà được vinh danh. Ngày hôm qua thì bà thị trưởng Alice Parker ở đây cùng với lại hội đồng thành phố đã ký một cái tờ tuyên ngôn để mà vinh danh BPSOS Houston cho những cái đóng góp trong 15 năm qua ở thành phố này, và coi như ngày hôm qua là cái ngày BPSOS Houston. Vâng, chúc mừng. Dạ, chúc mừng cho Ủy ban cứu người vượt biển được thành phố Houston coi như là vinh danh trong ngày hôm qua. Thì ngoài ra chắc anh cũng có những cái mục đích khác khi mà đến thành phố Houston trong cái công cuộc vận động cho cái sinh hoạt tại Washington DC trong cái đợt kỳ tới mà đài chúng tôi cũng đã loan báo nhiều lần, phải không anh? Dạ vâng, chúng tôi đã tiếp xúc với khá nhiều các thành phần đồng bào ở đây, họp với lại bên Ủy ban cứu vượt biển, nói chuyện với bên tổ chức cộng đồng của anh Trần Quốc Anh và nhiều cái tổ chức khác, chẳng hạn như bên VN Teamwork, tức là hiệp lực, để mà chuẩn bị cho cái chuyến đi sắp tới đây của một phái đoàn tôi hy vọng sẽ rất là hùng hậu từ Houston đến Hoa Thịnh Đốn trong 3 ngày 18, 19 và 20 tháng 6 này. Rất là quan trọng nữa đó là phải chuẩn bị từ giờ đến cái ngày đó cho cuộc vận động đã bắt đầu rồi, chứ vâng, không phải đến ngày đó. Cha Tâm ạ, hôm nay cha có mặt ngày hôm nay và nghe nói là cha cũng chuẩn bị để đi tham gia cái công việc mà anh Thắng vừa nói tới ở tại Hoa Thịnh Đốn trong kỳ tới, phải không anh? Phải cha? Dạ vâng, dạ thưa anh Dư Phục, thì thật sự thì lâu nay thì cũng rất là hỗ trợ công việc làm của anh Nguyễn Đình Thắng cũng như của nhóm anh chị em để vận động cho dân chủ nhân quyền ở Việt Nam. Bởi vì chúng tôi thấy là đối với cá nhân chúng tôi là một người Việt Nam thì chúng tôi cũng luôn luôn lúc nào cũng yêu quê hương, cũng mong muốn cho quê hương của mình được có tự do hơn. Rồi dân chủ nhân quyền được tôn trọng, đồng thời tự do tôn giáo Việt Nam cũng được tôn trọng. Và vì vậy mà trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng nỗ lực để lên tiếng về những cái đàn áp tôn giáo Việt Nam cũng như vi phạm nhân quyền Việt Nam. Và rồi đồng thời nữa thì cũng thấy là cái nhóm của anh Thắng và những cái lần mà tổ chức ở Washington DC vừa rồi, nó thật sự nó có cái kết quả cụ thể hơn. Bởi vì chúng ta đi vận động vào dòng chính của chính trị Hoa Kỳ, làm áp lực cho chính quyền Việt Nam để thay đổi những cái áp đặt ở Việt Nam, thì chúng tôi thấy là cái công việc làm nó có ý nghĩa và có kết quả. Cha Tâm cũng đi lên DC nhiều lần trong những cuộc vận động tự do dân chủ ở Việt Nam trước đây rồi, phải không ạ? Cũng tương tự như kỳ này, và kỳ này thì cha cũng sẽ đi nữa với tư cách cá nhân hay là đại diện công giáo hay đại diện hội đồng liên tôn? Dạ vâng, trước đây thì chúng tôi đi đã có lẽ 2 hay 3 năm liên tục rồi. Có lúc thì đi để trình bày trước Quốc hội, rồi có một lần thì
có cái lời nguyện mà mở đầu ở trong cái kỳ ở trong Quốc hội Hoa Kỳ, rồi có những lần khác thì đi để trình bày trước cái bên chính quyền có vào Bộ Ngoại giao. Bộ Ngoại giao, dạ vâng, dạ bên Bộ Ngoại giao, dạ. À vâng, nhưng mà lần này cũng cố gắng sẽ đi tham gia, bởi vì lần này thấy cái chương trình của tổ chức nó rất là ý nghĩa có nhiều phương diện. Thứ nhất là chúng ta tiếp tục đấu tranh cho dân chủ nhân quyền bằng cách vận động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ cho những cái dự luật để áp đặt làm pressure chính phủ Việt Nam tự do tôn giáo nhiều hơn, tôn trọng nhân quyền nhiều hơn. Điều thứ hai nữa là đây là dịp để chúng ta tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang người Việt tị nạn 40 năm trời, và đồng thời cũng tạ ơn những anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đã đổ hy sinh xương máu của mình để bảo vệ cái chính nghĩa quốc gia, cũng như để bảo vệ cái nền tự do độc lập cho dân tộc. Cho nên kỳ này chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đi tham gia. Dạ. Cảm ơn linh mục bác sĩ Phạm Hiếu Tâm. Ngồi kế bên là anh Trần Quốc Anh, là tân chủ tịch cộng đồng người Việt tại Hiếu Tân, thay thế cho luật sư Phan Quốc Cường cũng đã vừa từ chức, phải không? Đúng thế. Quốc Anh. Dạ, dạ, chào chú. Thì luật sư Phan Quốc Cường đã từ chức để được ra ứng cử cho dòng chính, thì cũng như là đồng ý với cha về những cái việc anh Thắng, tiến sĩ Thắng làm, là anh em chúng tôi muốn huấn luyện để đi vô dòng chính. Thì bởi vậy khi mà anh Thắng tổ chức cái buổi vận động nhân quyền năm nay mà ngày thứ bảy là cái ngày mà để huấn luyện cho giới trẻ ở khắp mọi nơi tới Washington để mình có luyện cho mấy em để vô dòng chính, để biết làm cách làm cho dòng chính. Thì đó là một cái lý do mà hội đồng đại diện cộng đồng rất ủng hộ anh Thắng về cái vụ vận động nhân quyền cho năm nay. Bởi vậy Quốc Anh và các anh em trong hội đồng đại diện cộng đồng đã đồng ý là sẽ vận động nhân quyền, vận động các chú các bác và giới trẻ ở vùng Houston này, và mong rằng sẽ nhiều người hưởng ứng và sẽ đi lên vận động nhân quyền cùng với chúng tôi trên Washington DC, không những là cho những người Việt Nam của Việt chúng ta mà cũng còn có chính cộng đồng chúng ta nữa, tại vì trong cái ngày đó anh em giới trẻ sẽ được huấn luyện bởi văn phòng BBS ở Washington DC. Anh Quốc Anh, cá nhân anh cũng sẽ đi lên để tham dự cái hoạt động ở trên DC không, và có cộng đồng mình có tổ chức một cái phái đoàn đi lên đó không? Những cái lần trước thì chúng tôi thấy có những cái tổ chức những chuyến xe bus đi trên đó, như là bác sĩ Hồ Trâm là một trong những người hoạt động rất là tích cực trên cái lĩnh vực này. Rất tiếc ngày hôm nay không có mặt ở đây. Thế kỳ này mình có đi không? Đi đông không? Bao nhiêu người? Có, thì năm trước thì chú biết là bác sĩ Trâm cha Tâm đã tới quốc nói chuyện với Quốc Anh, và Quốc Anh rất là đồng ý và đã tổ chức được 2 xe bus năm trước. Thì năm nay cũng dự định như vậy, chúng tôi ít nhất là phải 2 xe bus, tất nhiên 100 người, và phần đông là chúng tôi sẽ vận động cho giới trẻ. Thì bởi vậy chúng tôi với lên năm này được lên radio TV cho thật sớm để vận động càng nhiều, tại vì năm trước mình vô cũng hơi trễ cho nên mình được 2 xe bus. Mong rằng năm này ít nhất là 2 xe bus, nhưng mà nếu mà được 4 xe bus thì tốt. Văn phòng BBSOS hợp tác BBSOS Houston và cộng đồng sẽ hợp tác rất chặt chẽ trong năm nay để tổ chức chuyến đi bus. Anh Nguyễn Đình Thắng, cái tổ chức như vậy thì chúng tôi nghe thì rất là đồ sộ, tổ chức quy mô lắm, tiền đâu ra? Dạ vâng, chúng tôi cũng đang thắc mắc nên không biết tiền đâu ra. Đó là cái chuyện bắt buộc phải làm, chúng ta phải làm, bởi vì không có mấy khi chúng ta lại có một cơ hội lịch sử như thế này để vừa làm nổi bật cái thế đứng của cộng đồng người Việt sau 40 năm, tương đối là ngắn ngủi ở trong, nếu chúng ta so với cái thời gian lịch sử đó thì nó rất là ngắn ngủi, mà chúng ta đã trưởng thành rất nhanh chóng như là thánh gióng ngày xưa, có thể ví von như vậy. Chúng ta cần phải giới thiệu cái đó với lại bạn bè ở khắp đất nước Hoa Kỳ, và khi mà họ đã chú ý đến chúng ta, và đặc biệt là chính giới, thì cái tiếng nói của chúng ta sẽ mạnh hơn rất nhiều. Không dễ gì mà vào được cái gọi là Kennedy Center. Đó là cái trung tâm biểu diễn hàng đầu của quốc gia Hoa Kỳ do chính quốc hội thành lập. Thành ra chúng ta chứng tỏ chúng ta đã trưởng thành đủ và không thua kém bất kỳ một cộng đồng nào khác, dù họ đi trước chúng ta cả trăm năm. Cái điều ấy rất quan trọng để yểm trợ cho cuộc tổng vận động. Khi mà chúng
chúng tôi tiếp xúc với các dân biểu thượng nghị sĩ và nói với họ, nhắc với họ rằng chúng tôi sẽ quay trở lại Hoa Thịnh Đốn để làm cuộc tổng vận động. Và ngày hôm sau chúng tôi mời quý vị đến Kennedy Center để đánh dấu 40 năm lịch sử của người Mỹ gốc Việt. Thì họ trợn tròn mắt và nói, ồ vậy hả? Họ không ngờ là chúng ta có thể vào được Kennedy Center. Thậm chí chúng tôi vừa mới liên lạc với văn phòng của dân biểu Christopher Smith mới tuần rồi thôi, thì một nhân viên nói rằng lạ quá, tại sao ngày 19 tháng 6 cái lịch của ông Christopher Smith bị block hoàn toàn, ông ta không đi đâu, không họp với ai hết. Chính nhân viên không hiểu thì chúng tôi mới giải thích rằng ông ta đã nhận lời để mà tham gia với chúng ta ở tại Kennedy Center và yêu cầu tất cả nhân viên đều block cái ngày đó để cùng tham gia. Vào được cái Kennedy Center cũng là một kỳ công, nhưng mà cái chỗ đó tốn lắm, phải không anh? Dạ vâng, rất tốn. Tại sao anh lại phải làm mà tốn kém như vậy? Dạ vâng, thứ nhất là tiền đâu ra, anh vẫn chưa trả lời câu hỏi. Dạ vâng, tiền đâu ra đi xin thôi. Dạ vâng, đi kêu gọi những nhà hảo tâm, những ai cảm thấy rằng đây là công việc phải làm. Sau 40 năm chúng ta được thụ hưởng biết bao nhiêu cái sự giúp đỡ của chính đất nước xã hội Hoa Kỳ, thì đóng góp vào. Có được ủng hộ không? Dạ vâng, cũng đủ. À, chưa đủ, mới xin được khoảng 1/3 thôi. Mà tại sao lại 19 tháng 6 đó là ngày quân lực? À vâng, cái ngày đó rất là ý nghĩa. Chúng ta muốn vinh danh và tri ân người Mỹ, những cựu chiến binh Hoa Kỳ đã tham chiến ở Việt Nam và đặc biệt là quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thì chúng tôi thấy rằng ngày 19 tháng 6 là cái ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là nó mang rất nhiều ý nghĩa. Là vinh danh những quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Là vinh danh những ai trong số mà cộng lực Cộng Hòa vinh danh, thì danh sách đó hay là tuyển như thế nào? Dạ vâng, cái ý nghĩa của ngày sao đó có được những cái danh sách. Dạ vâng, cái ý nghĩa là vinh danh tất cả những người đã đóng góp cho trên miền Nam tự do, những chiến sĩ của tự do, thì chúng ta vinh danh tất cả, trong đó có cả những người Mỹ nữa đã từng tham chiến. Nhưng mà cái ngày hôm đó chắc chắn ở trên lên sân khấu thì không thể tất cả lên được. Do đó chúng tôi đã có một cái ban tuyển chọn và chọn ra tất bên phía Việt Nam là 4 người hoặc là 4 nhóm, và bên Hoa Kỳ cũng 4 người, 4 nhóm. Và tuần tới đây thì chúng tôi bắt đầu lần lượt để mà công bố những cái người nào đã được tuyển chọn. Thì cái đó chỉ là biểu tượng mà thôi, để mà lên sân khấu. Đồng thời có những hàng ghế vinh danh, vinh dự để mà những ai mà muốn vinh danh những người mà mình thân quen và quý mến đó, thì có thể mời đến cái hàng ghế danh dự ấy, và chúng tôi mời đứng lên hết tất cả những người trong hàng ghế, các hàng ghế ấy để mà vinh danh tập thể. Và toàn bộ cái chủ đề của cái ngày 19 tháng 6 ở tại Kennedy Center là vinh danh những người đã cho chúng ta tự do, trong đó có quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Thưa cha Tâm, kỳ này thì lên trên đó thì cái công việc của cha là gì ạ? Dạ thưa anh, thì thứ nhất là cũng không có cái công việc gì nhất định bây giờ. Thật sự thì phần đông những lần trước chúng tôi đi cũng không có dự định có công việc gì rõ ràng. Bởi vì cái vai trò chúng tôi là người tu sĩ, thì chúng tôi đi thứ nhất là để ủng hộ tinh thần cho những anh chị em bạn trẻ, đặc biệt là những anh chị em bạn trẻ người Công giáo, để nhắc nhở họ về cái trách nhiệm của họ đối với quê hương dân tộc, cũng như cái công việc làm của họ có thể nó dấn thân vô cái môi trường chính trị của Hoa Kỳ để vận động cho cái Việt Nam một Việt Nam tốt hơn. Và khi mà nhiều khi lên tới đó rồi thì trong ban tổ chức có nhờ mình làm gì thì mình giúp được, trong cái vai trò của một người tu sĩ thì mình có thể mình giúp thì mình giúp. Dạ vâng. Đó về phía linh mục Công giáo, thế còn cha có là đại diện cho hội đồng liên tôn, thì còn những cái tôn giáo khác thì sao? Dạ vâng, khi chúng tôi đi trong những lần vừa rồi thì chúng tôi đi với tính cách là ở bên Công giáo. Và khi mà đi tham dự như vậy, bởi vì lâu nay thật sự thì là người Việt Nam thì mình có trách nhiệm về, mình quan tâm về cái tương lai của tổ quốc của mình, cái sự tốt đẹp của người Việt Nam của mình. Tuy nhiên thì trong những năm vừa rồi thì chúng tôi đảm nhiệm cái trách nhiệm về Ủy ban Công lý Hòa bình của ngành Việt Nam của Tổng giám mục Albert Nielsen, và vì vậy mà cái trách nhiệm nhiều hơn nữa là mình có trách nhiệm mình phải lên tiếng đối với những cái bất công trong xã hội, những cái đau khổ trong xã hội, những cái đàn áp trong xã hội, và đặc biệt là những cái đàn áp tôn giáo. Cho nên vì vậy mà với trách nhiệm đó thì lâu nay chúng tôi đã lên tiếng nhiều hơn là trách nhiệm bình thường của một người linh mục. Dạ vâng. Anh Trần Quốc Anh, với tư cách là chủ tịch cộng đồng của người Việt ở tại Houston đó, thì khi lên trên đó thì mình có một cái trách nhiệm gì ở trong cái sinh hoạt trên DC trong mấy ngày liền như vậy không? Hay là mình lên chung với nhiều cái cộng đồng của nhiều thành phố, nhiều tiểu bang khác nhau? Vâng, đúng thế. Thì
hội đồng đại diện cộng đồng ở Houston rất là đơn giản, chỉ có muốn đóng góp một cái gì đó cho ngày vận động, thì cái nhiệm vụ chính của Quốc Anh và hội BVSOS là sẽ mướn xe bus và sẽ kêu gọi bà con đi từ Houston tới Houghton Đốn để tham dự, không có chương trình nào đặc biệt hết. Thì tí nữa thì Quốc Anh sẽ nói về tiền đi, tiền ở làm sao, nhưng mà thật sự là Quốc Anh muốn hợp tác một tí gì đó với hội BVSOS về ngày hôm nay, về ngày đó. Nhân dịp này cũng là dịp 40 năm thành cộng đồng người Việt khắp nơi, trong riêng thành phố Houston có nhiều những cái tổ chức ở tại địa phương. Anh cũng là tân chủ tịch, cũng mới lãnh trách nhiệm cũng một thời gian ngắn, 1-2 tháng nay phải không ạ, hay là vừa tháng? Vừa được 1 tháng. Vâng, 1 tháng. Thì ngay quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày thì ở Houston cũng tổ chức vào Chủ nhật, thì Quốc Anh sẽ cố gắng là đi tới thứ bảy, và thứ bảy sẽ bay về để dự lễ với các chú bác ở Houston, tại vì cái ngày quân lực Việt Nam tức là bay lên DC rồi lại bay về. Vâng, cháu sẽ đi bus đi và sẽ bay về. Vâng. Thì cái ngày đó tổ chức cộng đồng quân quốc tổ chức cho mấy chú mấy bác, thì Quốc Anh sẽ bay về để tham dự với Houston của chúng ta. Năm nay thì có một tổ chức hay là? Vâng, thì cảm ơn sự ủng hộ của cộng đồng người Việt Houston. Thì năm trước, như bác biết là có một tổ chức thôi, thì năm nay bảo đảm là chỉ có một tổ chức, chỉ có một chỗ thôi. Sao từ ngày lên trước bây giờ mà việc ổn định không? Thì cũng cảm ơn là các anh em ở trong hội đồng đại diện cộng đồng cũng step up, cũng đứng lên và nắm rất là nhiều chất vụ mà Quốc Anh thiếu sót, và hội đồng đại diện cũng đã mời được 4 người trẻ khác gia nhập cho hội đồng đại diện cộng đồng. Bây giờ thì cái nhân lực nó nhiều hơn, thì chia việc ra nhau ra làm, thì Quốc Anh cảm thấy là rất là tự tin là 11 anh em trong hội đồng đại diện cộng đồng sẽ làm được những nhiệm vụ mà cộng đồng trao cho. Còn những người trẻ này? Vâng, trẻ, và cũng có mấy anh như anh Tỉnh cũng lớn tuổi. Tức là không có loại những người lớn tuổi hả? Dạ, mấy người lớn tuổi thì chúng cháu muốn làm cố vấn, được 4 người cố vấn. Trời, nhưng mà nhiều cố vấn quá thì cũng rắc rối. Bao nhiêu trở lại với anh Thắng ạ? Cái chương trình đó là tới mấy ngày liền phải không ạ? Và nó có nhiều những cái tiết mục khác nhau. Dạ vâng. Cái ngày chính là ngày 19 tháng 6 tại Kennedy Center, nhưng mà trước đó và sau đó? Cái ngày nổi bật là ngày 19 tháng 6. Vâng. Nhưng mà cái ngày mà quan trọng mà đi vào thực chất để vận động đó là ngày 18 tháng 6. Và hồi nãy đó thì Linh Mục Phạm Hội Tâm rất là bình dị và khiêm nhường khi mà nói về cái vai trò của mình. Rất quan trọng là có những cái bóng dáng của các chức sắc thuộc các tôn giáo trong các cuộc vận động. Okay. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ là một quốc gia đặt rất nặng về vấn đề tôn giáo, được thành lập bởi những người đã đi tị nạn vì bị đàn áp tôn giáo. Nhưng mà có những cái tôn giáo khác bên cạnh là đã có Cao Đài, có Hà Hảo, có Phật giáo, right. Có những người tin lành ở những thành phố khác, dạ vâng, và cũng có ở những thành phố cả ở Houston cũng có. Thành ra rất quan trọng, và đặc biệt năm nay cái chủ điểm của cuộc vận động là tự do tôn giáo. Do đó vai trò của các vị tu sĩ, các chức sắc thuộc các tôn giáo rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đó là cái tổng lực của chúng ta là cái lá phiếu của mình, là cái tư cách cử tri, là công dân Hoa Kỳ, mà cái thế đứng ấy không thể chia sẻ, không ai vay mượn được, mà phải chính mình làm cái hành động, chính mình đi gõ cửa trong cái tư cách cử tri thì mới nói được với lại dân biểu thượng nghị sĩ của mình nghe. Và chúng ta đã đạt được khá nhiều những cái thành tựu trong nhiều năm vận động. Những cái năm trước mình cũng đã làm rồi. Đã làm, vâng. Và năm nay cũng làm lập lại tương tự như vậy. Tại sao năm nay là phải là coi như là quan trọng hơn là? Dạ vâng. Năm nay rất quan trọng là tự vì có hai cái yếu tố. Thứ nhất là chúng ta thấy càng ngày phía Việt Nam càng cầu cạnh Hoa Kỳ, đặc biệt về vấn đề kinh tế đang lụn bại. Thế ra họ rất mong sẽ đạt được cái TPP, tức là cái hiệp ước về mậu dịch xuyên Thái Bình Dương.
Tổng thống Obama cố gắng thúc đẩy để cuối tháng 5 sẽ hoàn tất vấn đề thương thảo với lại 11 quốc gia còn lại, trong đó có Việt Nam. Và sau liền sau đó là chuyển sang Quốc hội để mà xin phê chuẩn. Bởi nếu không được phê chuẩn thì cái thương ước ấy hoàn toàn vô giá trị. Do đó chúng ta chặn ngay, vừa mới hoàn tất, nếu mà đúng theo cái lịch trình của Tổng thống Obama, thì vừa hoàn tất vào cuối tháng 5 thì giữa tháng 6 chúng ta đã gặp Quốc hội và yêu cầu chặn lại, không cho Việt Nam vào, cho tới khi Việt Nam phải chấp nhận bắt đầu thực hiện những cái sự cải thiện về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà anh Thắng cũng biết là cái sự liên lệ giữa Mỹ và Việt Nam bây giờ nó có vẻ như thắt chặt hơn, để đánh dấu kỷ niệm 20 năm họ thiết lập băng giao bằng chứng là Bộ trưởng Bộ Công an đó, thì vừa mới sang thăm Mỹ và ông Nguyễn Phú Trọng cũng được chính thức loan báo là sẽ được đến thăm và tòa Bạch Ốc trong năm nay. Ông Obama cuối tháng này, tháng 11 này đó, sắp tới cũng có thể, chưa chắc lắm, là đi Việt Nam. Thì cái giữa chính quyền như vậy mà trong khi bên này là chỉ vận động Quốc hội thôi. Dạ vâng, Quốc hội là cái nơi làm chính sách chứ không phải là hành pháp. Do đó Việt Nam bây giờ có lẽ bắt đầu đã hiểu, và chúng ta thấy rằng họ tới lui rất nhiều với Hoa Kỳ là tự vì họ đang cầu cạnh Hoa Kỳ rất nhiều. Và đây là cái thời điểm rất là quyết định để mà chúng ta chuyển cái hướng tương lai cho đất nước. Nếu chúng ta làm đủ mạnh, có đủ lực, đủ ảnh hưởng với chính quyền của mình, và đặc biệt là bên Quốc hội, bởi Quốc hội có quyền đặt điều kiện nói rằng chúng tôi không phải là không muốn Việt Nam tham gia TPP, nhưng mà phải có điều kiện, và điều kiện ấy phải thực thi trước khi được chính thức tham gia, thì Việt Nam không còn cách nào khác hơn, bởi vì đã bỏ 10 năm thương thảo, thì không lẽ mất tất cả. Thành ra đây là cơ hội để chúng ta đòi hỏi được càng nhiều càng tốt, và phải thực hiện trước khi mà tham gia TPP. Và hiện nay có một số vị dân biểu và thượng nghị sĩ rất có quyền lực, họ đã đồng ý đứng cùng với chúng ta rồi, nhưng mà chúng ta chưa thể tuyên bố được cái chuyện gì sẽ xảy ra. Được. Mà phải chuẩn bị từ giờ, và cái ngày 18 tháng 6, 19 tháng 6 là cái cao điểm của cuộc tổng vận động. Mà cái ngày vận động đó là đúng trùng hợp với cái dịp mà kỷ niệm 40 năm chúng ta mất nước. Và thường thường đó, thì cái ngày 30 tháng 4 thì được gọi là ngày quốc hận, hay là tháng 4 được gọi là tháng 4 đen. Nhưng mà kỳ này với cái tên là hành trình đi tìm tự do của chúng ta, nó cũng gần giống như là ở bên Canada, ông nghị sĩ Ngô Thanh Hải, ông ấy đệ trình một cái dự luật ngày hành trình tìm tự do, và cũng bị chống đối dư luận, tranh luận rất là nhiều về vấn đề này. Có phải không anh? Tại sao anh lại đặt tên như vậy? Dạ vâng, thật sự tôi đặt tên này trước khi mà bên Canada đặt tên. Thật ra tôi đặt cái tên là hành trình đến tự do của chúng tôi. Nó nói chuyện của chúng tôi, tức Our Journey to Freedom. Nó dựa trên cái câu mở đầu của cái hiến pháp Hoa Kỳ, tức We the People, Our Journey to Freedom. Nhưng mà đây là cái ngày quốc hận mà người ta nhiều dư luận bảo là muốn giữ cái tên ngày quốc hận thì sao? Cái chuyện đó là chuyện của anh Ngô Thanh Hải, tôi miễn bàn đến. Ngày của chúng tôi là ngày 19 tháng 6 chứ không phải là, và nó không phải là chỉ một ngày nữa, mà nó cả một cái năm nay. Nhưng mà là ngày quân lực, 19 tháng 6 là ngày quân lực. Vâng, ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà không phải chỉ có một ngày đó, mà cái tên hành trình đến tự do của chúng tôi, cái ý nghĩa của nó, thứ nhất là chúng tôi đã đưa nó ra từ nhiều tháng trước khi mà bên Canada họ đưa cái tên nó ra. Chúng tôi khi mà biết anh Ngô Thanh Hải cũng có cái tên như vậy, tôi nghĩ ồ, cũng hay nhỉ, giống mình. Nhiều người tưởng lầm rằng là chúng tôi đưa ra sau, nhưng thực sự chúng tôi đưa ra trước. Thứ hai đó là đây là một sự khẳng định rằng cái hành trình đến tự do của chúng tôi khi mà nói với Hoa Kỳ chỉ mang ý nghĩa, trước hết là chúng tôi cảm ơn quý vị, nhờ quý vị mà chúng tôi đã đến được tự do. Thứ hai đó là chỉ mang ý nghĩa đầy đủ trọn vẹn khi mà cái sự đến tự do của chúng tôi ngày hôm qua sẽ đem đến cái sự tự do cho đất nước của chúng tôi, cho dân tộc của chúng tôi vào ngày mai. Dạ. Cái đó là cái ý nghĩa. Vâng ạ, bây giờ chúng ta cũng sẵn gấp hết giờ, được khoảng 5-10 phút nữa, thì xin cha Tâm có cái gì để chia sẻ nhân cái dịp này, nhất là những ngày mà chúng ta sắp bước sang tháng 4, ngày được gọi là tháng 4 đen, và năm nay cũng đặc biệt là năm 40 năm. Dạ vâng, dạ thưa anh Dương Phục, thưa quý vị khán thính giả, thì thật sự thì hồi nãy khi mà anh Dương Phục hỏi là những cái năm trước mình vận động mà không có được kết quả thì năm nay có khác gì không? Không nói là không có kết quả. Dạ, bạn, có kết quả trước, mấy năm trước lần nào cũng có kết quả, nhưng mà dạ, tại sao mình cứ lặp lại? Dạ. Nó cũng vậy, và tại sao nó lại quan trọng hơn này? Dạ vâng. Theo tôi nghĩ thì cái cuộc tranh đấu này là cuộc tranh đấu trường kỳ, và đòi hỏi những cái nỗ lực trường kỳ.
bởi vì những năm trước thì nhiều khi mình quen với một số chính khách, một số nhỏ những người chính khách, rồi càng ngày mình càng quen nhiều hơn, rồi năm nay mình lại tạo cái thế đứng của mình càng quen nhiều hơn nữa. Thì mỗi ngày mình cố gắng nỗ lực như vậy thì hy vọng là một ngày nào đó mỗi cái sự công sức đóng góp của mỗi người chúng ta, một viên gạch nhỏ của mỗi người chúng ta đóng góp vào cái công cuộc tranh đấu chung để mang lại cái tự do độc lập cho đất nước của Việt Nam của chúng ta như vậy sẽ trở thành hiện thực. Và vì vậy mà đối với chúng tôi thì những người lâu nay mà đã nỗ lực tranh đấu để mang lại một cái nước Việt Nam tốt đẹp hơn thì chúng tôi rất là khâm phục, cũng như chúng tôi cố gắng hỗ trợ những cái công việc làm đó, ví dụ như công việc làm của anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, ví dụ như của anh Trúc Hồ, hay là của tất cả những người mà nỗ lực để tranh đấu cho cái một nước Việt Nam tốt đẹp hơn thì chúng tôi rất là khâm phục và cố gắng nỗ lực của mình để đóng góp vào cái công việc đó. Và năm nay đặc biệt thì chúng tôi thấy là cái ý nghĩa của 40 năm hành trình qua bên này, và vì vậy chúng tôi cũng thấy là cái điều này rất là ý nghĩa khi mà tổ chức cái này là thứ nhất là ngày xưa giờ mình chưa có dịp nào để mình thật sự mình cảm ơn một cách trân quý những cái đóng góp của nước Hoa Kỳ đối với người Việt Nam của chúng ta cưu mang 40 năm qua đây. Và sâu xa hơn nữa, chúng tôi rất cảm phục cái sự hy sinh đóng góp của những anh lính chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, quân kháng chiến ngày xưa. Và nhiều khi mình không có làm một cái điều gì lớn lao, mình không có làm một thực hiện một điều gì rõ ràng, thì nhiều khi họ cảm tưởng họ bị lãng quên và những cái công sức đóng góp của họ đó nó bị lãng quên. Thì tôi nghĩ là cái kỳ này mà khi chúng ta làm được điều như vậy thì cũng là một cái phần thưởng tinh thần cho những người đã đóng góp cho một Việt Nam tự do ngày xưa. Và không những ở đây mà tôi nghĩ đối với những anh chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa còn đang mắc kẹt lại ở quê hương, và đây phải đặt được những anh thương phế binh nữa, khi mà họ nghe những cái điều này tôi nghĩ là họ cũng rất là được an ủi trong tâm hồn. Có những người đã nghĩ tới những cái điều họ. Dạ vâng, thì vì vậy mà chúng tôi cũng nỗ lực, thứ nhất là bản thân tham gia, và thứ hai là cũng kêu gọi những anh chị em có tấm lòng cố gắng mình hỗ trợ bằng những cái phương tiện mình có được. Có thể mình không đi được thì mình dâng một lời cầu nguyện cho cái chương trình này, hoặc là mình đóng góp những khả năng tài chính, hoặc là mình đích thân mình lên đó để mình vận động cho cái việc này. Dạ vâng. Cảm ơn Trần Thầm. Anh Trần Quốc Anh, khi mà cộng đồng tổ chức đi lên trên DC những cái chuyến xe bus như vậy, ngoài ra thì lên trên đó muốn được tham dự phải đóng tiền và đóng nhiều, thì làm sao mà những người đóng góp đó, những người đi đó, thì làm sao họ cộng đồng có gì giúp đỡ không? Tại vì chúng tôi thấy là mua vé vào Kennedy Center cũng nặng tiền chứ không phải là ít, phải không ạ? Vâng, thì có ba package là ba giá cho theo nhu cầu của mỗi người. Thì ban tổ chức đã tính ra thì là cái giá đầu tiên ấy thì là 400 á, cho xe bus. Tại chú biết là xe bus mới có 12.000 một xe, nhưng mà xe bus nó tiện là nó sẽ đi, nó đón, nó đưa chúng ta về, thì tốn kém mỗi người cũng là 300, mà cộng thêm 100 nữa là tiền hotel cho 3 đêm. Thì cô Anh cũng muốn là mấy chú mấy bác ở cái hotel rộng rãi, nó sạch sẽ tí, cho nên là mình ở chung với nhau thì nó rẻ. Thì tổng cộng package đầu tiên á, chỉ cho là 400. Nếu mà quý vị chỉ có đi vận động nhân quyền không, mà không đi Kennedy hay là không đi hội họp với cái giới trẻ, thì với người lớn tuổi thì thật sự cũng là chỉ muốn đi vận động, và sau mấy cái ngày đó thì quý vị có thể đi đi chung quanh DC để thăm. Còn những người nào mà muốn đi vinh danh ở Kennedy Center thì đóng thêm 100 hay 150, thì thêm một giá đấy nữa thì khoảng là 550 đồng cho cái giá thứ hai. Và cái package thứ ba đó thường thường là cho giới trẻ, tại vì giới trẻ là thứ bảy là cái ngày mà các em sẽ hội họp để học hỏi cách lãnh đạo, như là chú biết là như anh Richard Nguyễn, hôm qua mình đi nói chuyện với anh nghị viên Richard Nguyễn và Quốc Anh, nên lãnh đạo cộng đồng, nên lãnh đạo trong thành phố mà không có được nhiều kinh nghiệm cho mấy. Nếu mà chúng tôi mà được huấn luyện bởi những như anh Thắng sẽ chuẩn bị, thì chúng tôi sẽ sẵn sàng và làm việc cho nó hoàn tất hơn cho cộng đồng mình. Đây cũng là một cái thứ mà Quốc Anh muốn giới trẻ đi học hỏi. Thì mấy giới trẻ thì phải đóng 750 đồng,
nhưng số tiền đấy rất là lớn, cho nên là bởi vậy cha Tâm chúng tôi sẽ lên Radio TV để kêu gọi quý vị đóng góp nếu mà ai không đi được, cũng như năm trước có rất là nhiều đi người đi không được, người ta lại đóng góp cho người khác. Thì năm này giới trẻ, cho nên cộng đồng kêu gọi mọi người đóng góp để invest, gọi là invest vô giới trẻ, để gửi với giới trẻ lên Hoa Thịnh Đốn để học hỏi về lúc mà về Houston có thể là giúp đỡ cộng đồng nhiều hơn. Anh Trần Quốc Anh, cái nhiệm vụ mà làm chủ tịch cộng đồng của anh là một cái nhiệm vụ coi như tình nguyện, không có lương phải không ạ? Vâng. Công việc chính hàng ngày của anh là gì? Anh là thiếu tá phải không ạ? Không, con là sở cứu hỏa, làm cho sở cứu hỏa, là người lính cứu hỏa. Còn thiếu tá Trần Quốc Anh là làm trụ bị cho quân lực của quân đội Hoa Kỳ. Là phó tham. Cảm ơn anh. Cái hồi mà năm di tản đó, của anh bao nhiêu tuổi? Dạ, lúc 75 thì con được 7 tuổi, 78 tuổi, nhưng mà di tản thì năm 82 với đi vượt biên. Cảm ơn anh Trần Quốc Anh. Nghe nói rằng là bây giờ cộng đồng đang chuẩn bị một cái buổi gây quỹ cho cái ngày tổ chức. Ngày 30 tháng 4 là ngày tổ chức 28 tháng 4 phải không ạ? Vâng, cảm ơn chú đã. Sẽ có một cái buổi gây quỹ cho cái buổi tổ chức, bởi vì tổ chức không có tiền, thành ra gây quỹ để lấy cái tiền tổ chức cơ, đúng không? Thì cái ngày 30 tháng 4 này chúng tôi sẽ tổ chức rất là lớn, cho nên cần rất là nhiều tiền. Thì ngày 12 tháng 4 đó, thì chúng tôi sẽ có một cái buổi tiệc ở nhà hàng Kim Sơn, giá vé rất là rẻ, là 20 đồng một vé và 30 đồng là VIP. Thì mời quý vị tới tham dự để mình có cái tí ngân quý để làm cho ngày 30 tháng 4. Và tại vì chúng tôi muốn là cái đường Bel Air này được treo rất là nhiều cờ và có nhiều những chương trình mà rất là nổi bật cho cộng đồng chúng ta. Cố gắng nhớ mà như phục ngay bây giờ. Em mời cho tâm ngồi đi, ngồi gần nhất đó. Vâng, anh Nguyễn Đình Thắng, cho tâm anh Trần Quốc Anh rất là cảm ơn đã đến đây trong buổi tối này. Bây giờ còn chúng ta còn có ít chót thì xin mời quý vị có cái đôi lời đúc kết hoặc là muốn cần nói cái gì với cái tính giảng chúng tôi đương nghe ở khắp nơi. Dạ vâng, chúng tôi xin phép quý vị còn lại để mà trả lời cái câu hỏi hồi nãy anh Dương Phục hỏi rằng tại sao chọn Kennedy Center. Thì sau 40 năm chúng ta đã thấy đúng vậy, tại sao dạ tốn quá vậy, dạ chi vâng vậy. Dạ vâng, một khi nó đã vinh danh rồi, mà đặc biệt là vinh danh những người cho mình tự do, cho mình cuộc sống, cho mình tương lai, thì chúng tôi nghĩ rằng là phải thực hiện ở cái nơi nào mà cao cấp nhất của Hoa Kỳ, xứng đáng nhất với lại cái ân của họ đã ban trao cho chúng ta, thì không thể nào làm ở chỗ nào mà thấp hơn một nấc, dù là một nấc thôi. Nhưng mà tốn quá ra anh phải vất vả đi vận động. Thì chúng ta muốn làm cho một buổi tổ chức như vậy, muốn làm cái việc có ý nghĩa mà để đời, bởi vì làm một lần thôi nó sẽ vào trong lịch sử. Vào trong lịch sử tiền mướn nó trên 300 ngàn. Dạ vâng, tiền mướn thì không trên 300 ngàn, nhưng mà tất cả những tiền còn lại đó cộng vào hết, từ vấn đề mà lo ánh sáng, âm thanh, rồi đổ thứ linh tinh lỉnh kỉnh, và phải mướn nguyên một cái đoàn mà chuyên nghiệp để mà thực hiện cái chương trình. Bởi vì Kennedy Center không cho phép chúng ta vào luộng thuộc. Nghe nói là có cả chương trình phụ diễn fashion show đó. Dạ không phải fashion show, cái này nhiều người không hiểu. Diễn áo dài hay sao? Chúng ta muốn giới thiệu rất là đặc biệt là những thiếu nữ người Việt, con em của chúng ta mặc áo dài đại diện ba miền và ra chào đón quan khách ở trên sân khấu bắt đầu mở màn. Vâng, thì nó rất là rực rỡ, nó rất là đẹp ở chỗ đó. Anh không sợ có những dư luận người ta sẽ chỉ thích là 30 tháng 4 ngày quốc hận tại sao lại đi trình diễn cái ngày đó không phải 30 tháng 4 ngày vinh danh, ngày vinh danh đất nước Hoa Kỳ, vinh danh người dân Hoa Kỳ, chiến binh Hoa Kỳ và quân kháng chiến Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta phải làm cho thật nổi bật lên để giới thiệu rằng chúng tôi đã thành đạt đây, và những cái người cô người mẫu đó đều là những chuyên viên, những doanh gia đã thành đạt ở đất nước Hoa Kỳ. Dạ. Cha tôi nghĩ sao? Dạ vâng, cảm ơn Dương Phục cũng như thính giả đã lắng nghe chương trình chúng tôi hôm nay. Thì thật sự thì hồi nãy những cái điều mà chúng tôi muốn trình bày thì chúng tôi cũng đã nói rồi. Chỉ có cái lời cuối cùng thì chúng tôi cũng có cái lời để cầu nguyện để cho nước Việt Nam chúng ta và con người Việt Nam được tốt đẹp hơn, cũng như cái nhân quyền và tôn giáo Việt Nam được tôn trọng. Cảm ơn. Mời anh Trần Quốc Anh có đôi lời đúc kết trước khi chúng ta rời. Và một lần nữa thì Hội đồng đại diện cộng đồng
cũng như là Quốc Anh kêu gọi các chú các bác nếu mà muốn ghi danh đi xe bus đi Washington DC thì hãy ra văn phòng BBSOS để ghi danh, hay là ra hội đồng để, hay là ra trụ sở cộng đồng để ghi danh. Và những người mà không có đi được mà muốn ủng hộ đóng góp, xin hãy gọi cho BBSOS hay là cộng đồng để chúng ta có mỗi người một góp một cái gì đó để có thể vinh danh những người quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hay là để ủng hộ các con các cháu của quý vị sẽ trong tương lai sẽ lãnh đạo cộng đồng chúng ta. Vâng, một lần nữa xin rất là cảm ơn quý khán giả vừa theo dõi phần hội thoại của chúng tôi với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng của Ủy ban Cứu người Vượt Biển, linh mục bác sĩ Phạm Hữu Tâm và chủ tịch cộng đồng Trần Quốc Anh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi, mời quý vị vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài chúng tôi sẽ đến với quý khán giả sau phần thông tin thương mại sau đây.